Xin kính chào quý vị và các anh chị các bạn đang xem kênh. Bữa hôm mình có giới thiệu với quý vị anh chị và các bạn củ khoai lang bình tăng khổng lồ nha. Bữa đó mình chưa có kịp làm clip cho các bạn xem, chỉ quay sơ thôi. Hôm nay mình xin quay cho các quý vị và các anh chị các bạn xem nha. Đây mình chuẩn bị trồng nó làm kiểng nha quý vị. Mình bỏ hôm này nó ra dài vậy nè. Đây. Đó. Nó bự thiệt nha, khổng lồ luôn, nó lên mục nè. Mình tính trồng làm kiểng nha quý vị. Đây mình chuẩn bị sẵn hết trơn rồi, tại vì mình không có đế để điện thoại nha, mình trồng một tay thôi, mình cầm một tay quay một cái trồng nha. Đây sẵn hết, mình cho quý vị xem. Nó trồng bên kia nó bị con gì ăn, nó lép một bên nha, nó có hang có lỗ luôn này. Nhưng mà nó liền thẹo như vậy, thẹo khô nha, nó không hư hao chỗ nào hết, không bị sùng nha. Củ khoai này là khoai lang sữa nha quý vị và các anh chị các bạn. Nó là một loại khoai mà huy hoàng một thời đó nha quý vị. Nó vượt mặt qua cả khoai trắng và khoai đỏ, khoai cao sản luôn một thời, tại vì nó dễ ăn, dễ bán, dễ trồng. Nhưng bây giờ nó hết thời rồi, nó thua khoai lang tím nha. Bây giờ khoai lang tím là bộ mặt đại diện cho khoai lang bình tăng nha, còn này là chỉ là kế thừa một thời trước thôi. Mình chỉ trồng cho quý vị xem, gợi lại cho quý vị một vụi một cái thời để nhớ đến một loại khoai ăn rất ngon nha. Mình sẵn nè, mình chỉ trồng làm kiểng nha, chừng nào mà nó tốt, nó bò, nó cứng cây nên tầm mình sẽ quay lại cho quý vị và các chị các bạn xem một lần nữa. Khoai thường ở các thành thị thì người ta cũng trồng trong chậu để người ta lấy đọt ăn đó quý vị. Mình trồng trong chậu không phải ăn đọt mà để làm kiểng nha. Mình trồng phải cho nó lú lên vậy nha quý vị và anh chị các bạn, không có trồng lúc thôi nha. Lúc luôn thứ nhất là nó dễ bị con khác nó tấn công nha, ở trong đất. Thứ hai là nó không có đẹp, nó không có thấy được cái củ nên không trồng kiểng được. Vì mình trồng kiểng gọi là khoai kiểng nha, còn trồng để lấy đọt lấy củ khác nữa thì phải lúc luôn nha. Đây là khoai lang bình tăng một thời quy vàng nha, khoai sữa, khoai lang sữa. Khoai lang sữa thì quý vị biết rồi, ăn rất ngọt nha. Khoai lang sữa mà nếu ta phơi nắng, một hai nắng thì đem vô nấu là rất ngọt. Khoai lang trồng không cần phân thuốc gì quý vị bạn ạ. Trồng làm kiểng hay là trồng để dành ăn đọt thì không cần phân thuốc, nó tự tốt tự ra đọt, tại mình không phải là trồng kinh tế kinh doanh nha. Rồi tới đây mình xin tạm dừng clip đây nha. Xin kính chúc quý vị một ngày mới vui vẻ hạnh phúc luôn. Xin kính chào quý vị nha.